chúng ta tìm hiểu tiếp phần hai La Mã, đó là phong trào đấu tranh tiêu biểu trong những năm 1936-1939. Thế thì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương thì phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 đã nổ ra mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, và đặc biệt đó là phong trào đòi quyền dân sinh dân chủ. Biểu hiện cho cái phong trào này thì các em lưu ý và nhớ cho cô, đó là có 3 phong trào tiêu biểu. Trước hết một nhỏ, đó là phong trào Đông Dương Đại Hội. Phong trào Đông Dương Đại Hội. Phong trào Đông Dương Đại Hội vào năm 1936. Thế thì phong trào Đông Dương Đại Hội, đây là cái phong trào diễn ra đầu tiên trong những năm 1936-1939. Thì được tin Quốc hội Pháp sắp cử một phái đoàn sang điều tra tình hình ở Đông Dương, thì Đảng đã chủ trương tiến hành, lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành hội họp meeting. Và khi mà tiến hành hội họp meeting đó là để làm gì? Để thu thập dân nguyện. Thu thập dân nguyện, các em cứ hình dung và hiểu rằng bản dân nguyện tức là nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Và Đảng đã tập hợp và thu thập dân nguyện để gửi tới đoàn Quốc hội của Pháp. Thế thì qua cái phong trào này thì quần chúng đã được rèn luyện, đã được giác ngộ cách mạng, đã được giác ngộ về mặt quyền lợi. Còn về phía Đảng thì Đảng đã tích lũy được kinh nghiệm đấu tranh, và đặc biệt thông qua cái phong trào này buộc Pháp phải chấp nhận một phần yêu sách của quần chúng nhân dân, tức là nới rộng cái quyền tự do, dân sinh, dân chủ và thả tù chính trị. Đó là cái phong trào đầu tiên. Qua cái phong trào này các em có thể rút ra một điều, đó là cái hình thức và phương pháp đấu tranh đầu trong cái phong trào đầu tiên là phong trào Đông Dương Đại Hội, chúng ta thấy đó là tiến hành meeting, tiến hành hội họp meeting. Cái hình nó quy định cái hình thức đấu tranh trong thời kỳ này, đó là diễn ra cái phong trào đấu tranh dưới hình thức là các cuộc hội họp, các cuộc meeting, chứ thời kỳ này ta không tiến hành đấu tranh vũ trang, đấu tranh bằng bạo lực. Các em lưu ý chỗ này cho cô. Thứ hai, phong trào thứ hai mà các em cần nhớ đó là phong trào đón rước Goda và toàn quyền mới xứ Đông Dương là Brevier. Thứ hai là phong trào đón rước Goda. Và toàn quyền Brevier. Thế thì cái phong trào đón rước Goda và toàn quyền Brevier này diễn ra vào năm 1937. Thì đầu năm 1937 thì phái viên của chính phủ Pháp lúc này đó là Goda và toàn quyền mới xứ Đông Dương là Brevier sang Đông Dương. Thì lợi dụng cái sự kiện khi mà toàn quyền Goda và Brevier sang Đông Dương thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tổ chức cuộc meeting. Các em lại lưu ý chỗ này, quy định cái hình thức đấu tranh trong cái thời kỳ 36-39 đó là tiến hành cuộc meeting để đón rước Goda. Nhưng thực chất cái cuộc meeting này là để biểu dương lực lượng của mình và gửi bản dân nguyện nên Goda và toàn quyền mới Brevier đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đấy là cái phong trào thứ hai. Phong trào thứ ba mà các em cần nhớ, phong trào thứ ba đó là cuộc meeting vào ngày 1 tháng 5 năm 1938. Đây chính là cuộc meeting nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Thế thì nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1938 thì Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành meeting công khai tại nhà đấu xảo Hà Nội và nhiều nơi khác nữa. Thế thì qua cái phong trào này thì đã thu hút được rất đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và nêu các khẩu hiệu đòi quyền dân sinh, dân chủ, tăng lương, giảm giờ làm và ủng hộ cái mặt trận lúc bấy giờ chúng ta biết mà cô vừa đề cập đến, đó chính là ủng hộ mặt trận dân chủ Đông Dương. Và đặc biệt các em lưu ý cho cô, đó là đây là ba cái phong trào đấu tranh tiêu biểu trong những năm 1936-1939. Thứ nhất là phong trào Đông Dương Đại Hội, thứ hai là phong trào đón rước Goda và toàn quyền mới Brevier, và thứ ba là cuộc meeting vào ngày 1 tháng 5 năm 1938. Đây là ba cái phong trào diễn ra lần lượt trong 3 năm 1936-1937 và 1938. Thì ngoài các phong trào đấu tranh đòi quyền tự do dân sinh dân chủ như ba cái phong trào này thì thời kỳ này còn có các phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và phong trào đấu tranh nghị trường. Thế thì phong trào đấu tranh nghị trường có nghĩa là gì? Phong trào đấu tranh nghị trường tức là Đảng ấy đã vận động để đưa người của mặt trận dân chủ Đông Dương vào các cơ quan như là Viện Dân Biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ hay các cơ quan. Thì khi mà đưa người vào các cơ quan là Viện Dân Biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ như vậy
thì các đại biểu sẽ làm gì? Khi mà vào đó, các đại biểu sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của thực dân Pháp và đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ cho quần chúng nhân dân. Thứ hai là phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Thế thì phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí thì thời kỳ này báo chí của Đảng cũng được xuất bản và được viết rất là nhiều bằng cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Việt và tiếng Pháp. Cách sách báo tiến bộ trên thì sẽ tuyên truyền về chính sách của Đảng, tuyên truyền về mặt trận của tuyên truyền về chính sách của Đảng, của mặt trận dân chủ Đông Dương và tập hợp quần chúng đấu tranh. Đó là các phong trào đấu tranh tiêu biểu lưu ý cho cô. Có 3 phong trào đòi quyền, dân sinh, dân chủ. Và ngoài ra thì còn có các phong trào đấu tranh nghị trường và đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Vậy kết quả của các phong trào này như thế nào? Kết quả đạt được các phong trào trong những năm 36-39. Thế thì phong trào trong những năm 1936-1939 đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, và đặc biệt là đã buộc Pháp phải chấp nhận một phần các yêu sách của quần chúng nhân dân, như là nới rộng các quyền tự do dân chủ này, nới rộng quyền xuất bản báo chí, hay là cải thiện một phần đời sống nhân dân, hay thả tù chính trị. Đó là cái kết quả rất đáng mừng mà chúng ta đã đạt được trong cái phong trào 1936-1939. Tuy nhiên, khi phong trào đang lên cao thì đến tháng 9 năm 1939, các em biết rằng là cái sự kiện tháng 9 năm 1939 thì chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ thì bọn Pháp ở Đông Dương lúc này bắt đầu ngóc đầu dậy chống phá. Vì vậy, phong trào cách mạng trong những năm 1936-1939 đến đây chấm dứt. Có thể nói rằng là trong những năm 1936-1939 thì các em biết rằng là đây là cái thời kỳ mà chúng ta được phép hoạt động hợp pháp công khai. Vì vậy mà cái phong trào đấu tranh đòi cái quyền tự do dân sinh dân chủ thời kỳ này rất phát triển. Nó khác hẳn so với cái phong trào mà chúng ta biết trước chúng ta học. Đó là phong trào trong những năm 1930-1931. Cái phong trào trong những năm 1930-1931 diễn ra chủ yếu là của nông dân và công nhân. Cái hình thức đấu tranh thời kỳ đó, đó là chúng ta tiến hành các cuộc biểu tình, sau đó đi lên là biểu tình có vũ trang. Nhưng thời kỳ 36-39 thì các em sẽ thấy rằng là hầu hết các phong trào đều diễn ra dưới hình thức đó là các cuộc meeting. Các cuộc meeting để đòi quyền tự do, dân sinh và dân chủ. Còn sự kiện đánh dấu kết thúc cái giai đoạn đấu tranh, cái phong trào đấu tranh trong năm 36-39, đó chính là cái sự kiện tháng 9 năm 1939 khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Thì cái phong trào đấu tranh 36-39 của chúng ta cũng bị dập tắt. Đó chính là phong trào 36-39. Vậy thì qua cái phong trào 36-39 này, nó đã có ý nghĩa lịch sử như thế nào và đã để lại cái bài học kinh nghiệm gì cho những phong trào đấu tranh tiếp theo, thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần cuối cùng. Đó là ý nghĩa lịch sử. Và bài học kinh nghiệm. Một nhỏ, đó là ý nghĩa. Thế thì cái ý nghĩa quan trọng nhất trong cái phong trào dân chủ 36-39 ấy, đây là một trong những cái phong trào mà được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà cụ thể đó là Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì thứ nhất, qua phong trào thì đã buộc thực dân Pháp phải chấp nhận một phần yêu sách của quần chúng nhân dân, tức là Pháp đã phải nhượng bộ đối với Đảng Cộng sản Đông Dương, chấp nhận một phần yêu sách của quần chúng nhân dân như là tăng lương, giảm giờ làm, giảm sưu thuế, nhân dân được tự do hội họp, tự do báo chí, ân xá tù chính trị. Đó chính là cái thành công đầu tiên và cũng là cái ý nghĩa rất quan trọng trong cái phong trào dân chủ 36-39. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai đó là về vấn đề xây dựng lực lượng. Thế thì về vấn đề xây dựng lực lượng thì qua phong trào 1936-1939 thì quần chúng đã được giác ngộ về mặt chính trị. Đảng đã xây dựng được một đội quân chính trị đông đảo, được tập hợp lại mà trong một cái mặt trận, đó chính là mặt trận dân chủ Đông Dương. Các em biết rằng là trong thời kỳ 1930-1931 thì cái vấn đề xây dựng lực lượng, chúng ta mới chỉ bước đầu xây dựng được khối liên minh công nông. Bước đầu xây dựng được khối liên minh công nông, chứ chúng ta chưa tập hợp được trong một cái mặt trận nào. Và đến cái giai đoạn 36-39 này thì chúng ta đã tập hợp được trong một mặt trận, đó là mặt trận dân chủ Đông Dương. Thứ ba, đó là về phía Đảng. Thế thì về phía Đảng, ý nghĩa lịch sử trong những năm 36-39 nó cho thấy rằng là qua phong trào, Đảng của chúng ta đã trưởng thành hơn. Lãnh đạo phong trào cách mạng
được hiệu quả hơn và đội ngũ của Đảng được bổ sung ngày càng đông đảo. Đảng đã được tôi luyện trưởng thành và uy tín của Đảng, đặc biệt đó là uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao. Đó là về ý nghĩa. Về bài học kinh nghiệm, về bài học kinh nghiệm trong những năm 1936 thì qua phong trào dân chủ 1936-1939 đã để lại cho Đảng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó chính là bài học đặc biệt đầu tiên các em cần nhớ cho cô. Đó là bài học về việc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tức là trong thời kỳ này chúng ta đã xây dựng được một mặt trận dân chủ để làm gì? Để tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh. Tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh. Và cái thứ hai đó là gì? Bài học về việc lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh, sử dụng các hình thức đấu tranh mới, như là mà các hình thức đấu tranh đó là các hình thức đấu tranh hợp pháp, công khai, nửa công khai, bí mật. Tại sao chúng ta lại thời kỳ này vẫn phải đấu tranh bí mật? Đấu tranh bí mật là để thực hiện cái nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đó chính là việc chống chủ nghĩa tư bản nói chung, đó chính là việc chống đế quốc Pháp và đấu tranh chống lại phong kiến. Đó chính là chúng ta đòi cái quyền lợi lâu dài, đòi quyền lợi lâu dài, thực hiện cái quyền dân chủ lâu dài. Còn cái việc mà chống chủ nghĩa phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đó chính là việc chúng ta thực hiện cái khẩu hiệu trước mắt mà thôi. Đồng thời thì cũng thấy được một phần cái hạn chế của Đảng trong cái công tác mặt trận. Và vì những ý nghĩa như trên thì có thể nói rằng phong trào 1936-1939 được coi là cuộc tập dượt lần thứ 2 để tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Các em học sinh thân mến, như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em tìm hiểu phong trào dân chủ trong những năm 1936-1939. Chúng ta đã tìm hiểu cuộc tập dượt lần thứ nhất để tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Đó là cuộc tập dượt trong những năm 1930-1931. Và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cuộc tập dượt lần thứ hai, đó chính là phong trào cách mạng trong những năm 1936-1939. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.